Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Cùng đi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội. Trong không khí ấm áp đầu xuân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng phát triển đất nước, nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến anh hùng của Thăng Long Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau lễ dâng hương, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn, nơi đây ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ, nhân viên khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ những giá trị quý báu của khu di tích Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, góp phần giáo dục các thế hệ con cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long, Hà Nội. Chúng ta cần tập trung chỉ đạo xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2021. Trước hết, cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần có đầy đủ quyết tâm, tinh thần hành động và ý chí lớn mạnh hơn bao giờ hết. Ngay từ quý 1 này, phải quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 ở bộ mình, ở địa phương mình. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận cuộc họp giao ban của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết và phòng chống COVID-19 diễn ra vào chiều nay. Thủ tướng nhấn mạnh, cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, phải phát triển cân bằng, hài hòa, bao trùm, không ai bỏ lại phía sau, không để địa phương nào bị tụt lại, đánh mất cơ hội phát triển, nhất là địa phương có điều kiện phát triển. Là cân đối giữa nội lực và ngoại lực, giữa kinh tế trong nước và kinh tế nước ngoài, giữa nội thương với ngoại thương, giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực cũng như toàn cầu. Tôi nói ví dụ như là vấn đề mua vaccine để nước ngoài với việc đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, xây dựng nền kinh tế tự cường, hội nhập sâu rộng giữa thu hút FDI mạnh mẽ với phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng cũng đề ra cân đối giữa ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn, đồng thời lưu ý các bộ cơ quan giữ vững, kiên định niềm tin vào lý tưởng và những nguyên tắc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đang tập trung thúc đẩy chính sách hàng năm cho mục tiêu 5 năm, 10 năm và lâu dài hơn nữa. Chúng ta không được chủ quan, tránh chạy theo mục tiêu ngắn hạn, thiếu tính bền vững, bỏ mục tiêu dài hạn, có tính xuyên suốt. Cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và nhiều cân đối vĩ mô khác. Thì bây giờ chúng ta đang có một cái hệ thống chỉ tiêu vĩ mô tốt, nhưng mà phải đảm bảo ngày càng vững chắc hơn, thậm chí năm sau tốt hơn năm trước. Thủ tướng cho rằng, làm sao huy động người dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng thì mới thành công trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chuẩn bị một chỉ thị của Thủ tướng về các nhiệm vụ sau Tết, để các bộ ngành địa phương triển khai tốt hơn ngay từ ngày đầu, tháng đầu, không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi.
Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thăm, tặng quà Tết cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hệ thống mặt trận từ trung ương đến địa phương, Quỹ vì người nghèo cùng các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam dioxin, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hàng triệu xuất quà, tương đương với số tiền trên 6.000 tỷ đồng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mặt trận các cấp phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, đời sống của người dân, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi giãn cách xã hội và gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, việc làm, lưu thông hàng hóa, để kịp thời hỗ trợ bà con, quan tâm đến các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, người đang sinh sống làm việc ở vùng biên giới hải đảo, vùng khó khăn, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội đã họp giao ban trực tuyến với các quận huyện. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất xét nghiệm toàn bộ người dân đi từ Hải Dương về Hà Nội từ ngày 2 tháng 2. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, sau Tết sẽ có nhiều người từ các tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh thành có dịch quay lại Hà Nội làm việc và có thể mang theo mầm bệnh. Vì vậy, Hà Nội sẽ xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ Hải Dương về từ 0 giờ ngày 2 tháng 2 trở lại đây. Trong đó, ưu tiên xét nghiệm trước cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, sau đó tiếp tục lấy mẫu cho các trường hợp khác trên địa bàn Hải Dương và của 11 tỉnh thành có dịch. Bên cạnh đó, các đơn vị mở rộng xét nghiệm cho cán bộ y tế, xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các trường hợp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, công nhân từ các địa phương khác trở về và các chuyên gia người nước ngoài. Các đối tượng từ nơi khác trở về phải khai báo y tế đầy đủ. Không chỉ đề xuất xét nghiệm toàn bộ người dân đi từ Hải Dương về Hà Nội từ ngày 2 tháng 2, mà theo thông báo mới nhất thì những người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đều phải khai báo y tế. Người dân có thể khai báo tại trạm y tế xã phường hoặc khai báo y tế trực tuyến. Trở về từ Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mặc dù không phải trong vùng dịch, nhưng nam thanh niên này vẫn lập tức thực hiện khai báo y tế online theo thông báo vừa biết được qua báo chí. Thực ra cái việc khai báo y tế này đã thể hiện một cái ý thức và cũng là cái trách nhiệm của bản thân mình với cộng đồng. Khai báo y tế online thì nó cũng đơn giản thôi. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan cũng đã yêu cầu cán bộ nhân viên thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế. Tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, ngay khi có yêu cầu về việc bắt buộc khai báo y tế khi trở về Hà Nội, bệnh viện đã thông báo cho toàn bộ y bác sĩ, cán bộ nhân viên thực hiện khai báo y tế, bảo đảm 100% nhân lực khai báo trong ngày đầu tiên làm việc chính thức sau năm mới, dù là từ vùng dịch về hay không. Trong sáng nay thì chúng tôi, cả cán bộ nhân viên đều phải đo nhiệt độ và cái khi mà đồng chí nào nếu mà khai báo y tế đảm bảo các điều kiện thì mới được đến viện. Còn nếu mà cán bộ nhân viên nào mà có những nguy cơ thì chúng tôi sàng lọc thì sẽ phải là cho thời gian tự cách ly ở nhà. Cho tất cả những ai, không kể cả lãnh đạo trưởng các khoa phòng và lãnh đạo ban đốc thì thôi các đồng chí cũng phải khai báo để đảm bảo an toàn chung của viện. Đã có thông báo đến tất cả các nhân viên của bệnh viện phải khai báo y tế và khai báo những cái địa điểm mình đã tới trong cái thời gian mà nghỉ Tết Nguyên đán. Và đối với tất cả những cái trường hợp mà nhân viên đã đến hoặc là đi qua vùng dịch thì chúng tôi cũng đề nghị là các nhân viên đó ở nhà tự cách ly. Ngành y tế Hà Nội đã yêu cầu tất cả người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua đều phải khai báo y tế hoặc tại trạm y tế phường nơi bản thân đang sinh sống, học tập, làm việc để khai báo y tế hoặc online tại địa chỉ https://sứckhoetoandan.vn/ hoặc http://tờkhaiyt.vn. Với những người từ vùng có dịch COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế như Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, bắt buộc phải đến các trạm y tế phường để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, đồng thời thực hiện theo những thông tin hướng dẫn từ phía Sở Y tế Hà Nội. Những người không khai báo có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sau Tết Nguyên đán thì lượng người dân đổ về thủ đô sinh sống và làm việc thì rất là lớn. Với tình hình dịch phức tạp thì Hà Nội đã ra thông báo là tất cả những người trở về thành phố đều phải khai báo y tế. Điều này không chỉ là kêu gọi sự chung tay của người dân cùng thành phố nỗ lực chống dịch mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, để tăng cường giám sát người từ vùng dịch trong nước đến thành phố sau Tết Nguyên đán, từ ngày hôm nay 17 tháng 2, thành phố bắt đầu mở rộng lấy mẫu ngẫu nhiên tại các bến xe và bến tàu. Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng dịch trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, bến tàu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã mở thêm các cơ sở cách ly tập trung dành cho nhóm người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch, sẵn sàng tiếp nhận người cách ly. Từ ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiếp nhận khai báo y tế người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện rà soát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm người về Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố có dịch. Đến nay, tất cả 1.174 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Quảng Nam đã tiến hành cách ly và theo dõi sức khỏe 30.941 trường hợp về từ các địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đang cách ly tập trung cho 26 người, cách ly y tế tại nhà 4.788 người và theo dõi sức khỏe 22.756 người. Qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đến nay tất cả 1.174 mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương tiếp tục chủ động rà soát các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm việc cách ly, giám sát y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chính quyền địa phương và lực lượng y tế các huyện Thiệu Hóa, Quảng Xương, Nga Sơn và Ngọc Lặc tại tỉnh Thanh Hóa đã truy vết phát hiện 9 người là F1 và 601 người là F2 tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19. Số F1 và F2 này là các trường hợp có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần của các bệnh nhân COVID-19 số 2229, 2234 và 2240 nằm trong chuỗi lây nhiễm liên quan tới trường hợp công dân người Nhật Bản nhiễm COVID-19 và tử vong vào ngày 13 tháng 2 tại Hà Nội. Trong số 601 trường hợp F2, huyện Thiệu Hóa phát hiện 390 người, huyện Quảng Xương 120 người, huyện Nga Sơn 47 người và huyện Ngọc Lặc 44 người. Tính đến trưa ngày 17 tháng 2, tất cả các trường hợp F1 và 244 trường hợp F2 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Số người là F2 còn lại đang tiếp tục chờ kết quả. Trạm biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp nhận 2 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Đại đội Quản lý Biên giới thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây trao trả. Qua xác minh, 2 công dân trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó họ vượt biên trái phép sang tỉnh Quảng Tây bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ. Ngay sau khi tiếp nhận công dân, lực lượng chức năng Việt Nam đã tiến hành sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với công dân. Sau đó đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Tính đến hết ngày 16 tháng 2, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Trà Lĩnh đã tiếp nhận 1.814 công dân trở về từ Trung Quốc do lực lượng chức năng nước này trao trả. Hôm nay tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương là ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết và cũng là ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội. Hầu hết các chốt chặn các cửa ngõ ra vào thành phố không xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông khá thuận lợi. Tại các chốt kiểm soát, hiện đều có lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông, các biển chỉ dẫn từ xa. Do được tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, những yêu cầu khi đi qua các chốt ra vào thành phố giao thông diễn ra khá thuận lợi, tình trạng ùn tắc không xảy ra. Người dân khi đi qua các chốt đều được kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ tùy thân, thẻ nhân viên, tuyên truyền không đi ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết. Những trường hợp ho sốt sẽ được xử lý theo quy định, xe chở công nhân thực hiện theo hướng dẫn của Công an tỉnh Hải Dương, xe vận tải chở hàng hóa thiết yếu thực hiện nghiêm khai báo y tế, ký cam kết tại các chốt kiểm soát. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã đưa ra các biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó phải kể đến việc dừng các lễ hội, nơi diễn ra các hoạt động tập trung đông người, ghi nhận của phóng viên tại Chùa Hương, huyện Mỹ Đức. Khác với những năm trước, lễ khai sơ tại Đền Trình được thực hiện với gần 50 người, thì năm nay chỉ có 7 người cao tuổi thực hiện lễ nghi để bảo đảm thực hiện phòng chống dịch. Tránh cái COVID, đảm bảo sức khỏe để năm sau tiến hành về vấn đề lễ hội không còn COVID.
hơn 4.000 chiếc đò xếp hàng ngay ngắn, 100% hàng quán đều đóng cửa. Bà Minh là một trong những chủ cửa hàng tại đây. Nguồn thu vào mùa lễ hội đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình bà. Tuy nhiên, điều quan tâm của bà giờ đây là phòng chống dịch bệnh, bởi con người là con của. Năm nay không được lộc thì sang năm. Quan trọng có sức khỏe là có con người, mà không có sức khỏe thì mất hết. Lễ hội Chùa Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng 1 đến hết tháng 3 âm lịch. Trung bình, mỗi mùa lễ hội sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách và mang lại cho huyện nguồn thu khoảng 200 tỷ đồng. Năm nay, thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã chủ động kịp thời dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức lễ hội Chùa Hương, dù trước đó vào đầu tháng 1, huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức bài bản và chu đáo. Chính quyền địa phương phải tập trung tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, và thông qua việc này thì người dân rất là hoàn toàn ủng hộ cái việc mà chính quyền thực hiện cái việc mà không tổ chức đón khách để đảm bảo cho an toàn sức khỏe của người dân. Để ngăn chặn dịch bệnh, đến nay huyện Mỹ Đức cũng đã thành lập 9 điểm chốt chặn ứng trực và giám sát 24/24 giờ, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch bệnh nếu có. Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 17 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 89.000 người. Trong 7 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trực 24/24 giờ thực hiện khám cấp cứu cho hơn 351.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 20% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm trước. Các cơ sở y tế trong cả nước đã khám cấp cứu hơn 32.600 ca liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 3,6% số ca. Theo đánh giá của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân, tai nạn giao thông không tăng cả số ca đến khám cấp cứu và nhập viện. Tuy nhiên, số ca tử vong không giảm, tai nạn đánh nhau phải nằm viện giảm, tai nạn do pháo nổ giảm so với Tết Canh Tý 2020. Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh phổ thông chính thức trở lại học tập sau Tết Nguyên đán, với việc nhiều tỉnh thành cho phép các học sinh học online tại nhà, trong khi phụ huynh lại phải đi làm, không thể quản lý con em, có thể mang tới những rủi ro không nhỏ. Ngay trưa nay tại Bình Dương đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai em nhỏ tử vong và một em khác đang cấp cứu. Theo thông tin từ Công an Phòng Cháy Chữa Cháy tỉnh Bình Dương, vụ việc xảy ra tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai em nhỏ 9 tuổi và 6 tuổi quê tại Bến Tre đã tử vong. Bé đang được cấp cứu 13 tuổi quê tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Vụ việc thương tâm xảy ra khi bố mẹ các bé đi làm và các bé rủ nhau đi chơi sau giờ học online. Các lực lượng hiệp đồng ngày hôm nay vẫn tìm kiếm cứu nạn trên biển, tích cực tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích và tử vong trên một tàu cá của ngư dân Bình Thuận bị sóng đánh chìm tại vùng biển cách cửa biển Phan Thiết khoảng 40 hải lý về phía đông nam. Vào khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 2, tàu cá do ông Lê Văn Một trú tại thành phố Phan Thiết làm thuyền trưởng cùng với 6 lao động đang hoạt động tại vùng biển cách cửa biển Phan Thiết về phía đông nam khoảng 40 hải lý thì bị sóng to gió lớn đánh chìm. Đến khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 2, hai người được một tàu cá phát hiện và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 3 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã tử vong, cả 3 nạn nhân đã được buộc vào bè nổi thả trôi, hiện chưa tìm thấy. Còn 2 người mất tích là ông Lê Văn Một và một thuyền viên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Quyên. Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Thư. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Quân đội Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực, phủ nhận đảo chính. Phát hiện trường hợp tái nhiễm đầu tiên liên quan đến biến chủng mới tại Pháp. Xu hướng chăm sóc sức khỏe trong năm mới 2021. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình tại Myanmar, quân đội nước này cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính cũng như cáo buộc làn sóng biểu tình trong nước hiện nay có hành động bạo lực.
Tại cuộc họp báo đầu tiên, người phát ngôn Hội đồng cầm quyền Myanmar cho biết quân đội sẽ không nắm quyền lâu và mục tiêu là tổ chức bầu cử để chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng. Trong thời gian đó, chính sách đối ngoại của Myanmar không thay đổi. Tuy nhiên, quân đội Myanmar đến nay chưa đưa ra thời điểm tổ chức bầu cử, đồng thời áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm. Bên cạnh đó, quân đội Myanmar cũng cho biết quá trình khởi tố Tổng thống Win Myint và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ diễn ra theo quy định của pháp luật. Mỹ và Nga có thể giảm 1/3 quy mô kho vũ khí chiến lược cũng như giới hạn sản xuất vũ khí siêu thanh theo một thỏa thuận kiểm soát vũ khí tương lai. Một cựu quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, theo Hiệp ước New START, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. Quan chức này hy vọng Mỹ và Nga sẽ giảm số lượng đầu đạn 5 năm một lần và giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Về vũ khí hạt nhân chiến thuật, quan chức này cũng cảnh báo rằng hiện nay không có biện pháp nào để xác định vị trí của chúng, ngoại trừ đi kiểm tra trực tiếp. Tuy vậy, một số loại vũ khí lại rất nhỏ, có thể dễ dàng che giấu. Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong năm ngoái, với hơn 710 tỷ đô la giá trị hàng hóa trao đổi. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, năm 2020, Trung Quốc là đối tác chính của EU khi cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đều tăng, lần lượt là 2,2% và 5,6%. Trong khi hoạt động thương mại với Mỹ ở cả hai mảng xuất khẩu và nhập khẩu đều chứng kiến tỷ lệ giảm đáng kể với âm 8,2% và âm 13,2%. Hiện tại, sự bùng nổ thương mại giữa EU và Trung Quốc đã tạo ra một hiệu ứng bất ngờ khi thị trường vận tải tăng trưởng đáng kể. Theo tạp chí Financial Times, chi phí vận tải đã tăng gấp 4 lần kể từ tháng 10 năm 2020 do sự thiếu hụt container vận chuyển. Hiện tượng này có thể sẽ kéo dài sang năm 2021 do lượng hàng tồn đọng. Hôm nay, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech. Đối tượng tiêm chủng vaccine đầu tiên là các nhân viên y tế, những người phải đối mặt trực tiếp với dịch bệnh và có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Nhật Bản đã triển khai các đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại hơn 100 trung tâm y tế trên toàn quốc. Trong đợt tiêm chủng này, sẽ có khoảng 40.000 nhân viên y tế được tiêm chủng. Mũi tiêm chủng thứ hai sẽ thực hiện sau đó 3 tuần. Nhật Bản dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho toàn bộ 3,7 triệu nhân viên y tế trên toàn quốc vào cuối tháng 3. Từ tháng 4, Nhật Bản sẽ tiêm chủng cho 36 triệu người trên 65 tuổi, tiếp sau đó là những người có bệnh lý nền và cuối cùng là toàn bộ người dân. Thủ đô Jakarta, Indonesia đã ban hành quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Những người đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng từ chối tiêm có thể bị phạt tiền, bị ngừng hoặc cắt giảm các khoản trợ cấp xã hội và không được tiếp cận các dịch vụ công. Bên cạnh đó, Indonesia cũng sẽ cho phép khu vực tư nhân tham gia tiêm chủng bằng các loại vaccine tự chi trả. Các công ty tư nhân phải sử dụng các loại vaccine khác với những loại được sử dụng trong chương trình tiêm chủng miễn phí. Một người đàn ông tại Pháp đã tái mắc COVID-19 sau 4 tháng kể từ lần mắc đầu tiên. Đáng lưu ý là lần này ông đã nhiễm biến thể từ Nam Phi. Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp tái nhiễm đầu tiên liên quan đến một biến chủng mới. Trường hợp tái nhiễm như người bệnh ở Pháp này càng khiến giới y tế quốc tế kêu gọi thế giới nỗ lực hơn nữa để đạt được miễn dịch cộng đồng bằng vaccine. Bởi các bệnh này cho thấy việc một người đã nhiễm chủng cũ và khỏi bệnh rồi thì vẫn có nguy cơ rất cao mắc bệnh lần nữa vì chủng mới. Với mức độ phổ biến ngày càng tăng, giới khoa học lo ngại biến thể từ Nam Phi, Anh và Brazil có thể trở thành nguồn lây COVID-19 chính trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu 6 quốc gia châu Phi theo dõi các ca nghi nhiễm virus có thể gây bùng phát dịch Ebola. Khuyến cáo của WHO đưa ra sau khi Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận một số ổ dịch Ebola mới. Ngày 16 tháng 2, Guinea đã báo cáo các trường hợp mắc Ebola mới. Đến nay, nước này đã ghi nhận 10 ca nhiễm Ebola và 5 trường hợp tử vong. Các nhà chức trách y tế đã gấp rút ứng phó với những ca bệnh ở Guinea, ngăn chặn sự lặp lại của đợt bùng phát dịch Ebola, chủ yếu ở Guinea, Sierra Leone và Liberia. Trong khi đó, cùng ngày, Cộng hòa Dân chủ Congo cũng cho biết các ca nhiễm mới ở quốc gia này là những trường hợp tái nhiễm của đợt dịch bùng phát trước đó. Cộng hòa Congo đã xác nhận 4 trường hợp mắc Ebola mới trong tháng 2 năm nay. Hiện công tác giải mã trình tự gen của các mẫu bệnh phẩm Ebola ở cả Cộng hòa Congo và Guinea đang được thực hiện để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của đợt bùng phát dịch và xác định chủng virus.
Thưa quý vị, sau một năm 2020 với nhiều lo lắng về dịch bệnh, ai cũng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và có ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Và trong năm mới 2021 này, tập thể dục và nuôi dưỡng lối sống lành mạnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, xu hướng chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện sẽ được chú trọng hơn, đặc biệt là sự lên ngôi của những phòng tập ảo đang dần trở nên quen thuộc. Chính phủ Hàn Quốc ngày 13 tháng 2 đã quyết định giảm quy định giãn cách xã hội xuống một bậc đối với khu vực thủ đô Seoul, vùng phụ cận và các khu vực khác từ tuần tới, song vẫn duy trì lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên. Trong đó vẫn duy trì các hạn chế đối với các nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở công cộng khác, đặc biệt là phòng tập thể dục. Anh Nam Sung Chun, chủ sở hữu một phòng tập gym cho biết, nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, có lẽ anh sẽ phải đóng cửa phòng tập này vì không thể duy trì trước cơn bão dịch bệnh. Tôi đã mở phòng tập này với hy vọng sẽ đông người đăng ký khi vào mùa cao điểm Tết và chính phủ có biểu hiện đã kiểm soát được dịch. Thế nhưng có lẽ nếu tình hình chung vẫn chưa được cải thiện thì chắc chắn tôi phải tạm thời đóng cửa chỗ này vì đến giờ vẫn không có khách nào đăng ký. Không chỉ ở Hàn Quốc mà tại Jordan, các chủ sở hữu phòng tập gym cũng trong tình trạng sẵn sàng để nghĩ cách kiếm sống khác. Chúng tôi vẫn chờ để có thể mở cửa lại phòng tập, trở lại làm việc như trước kia. Nhưng giờ thực sự chúng tôi lo sợ. Sợ vì không biết một quyết định đóng cửa nào lại có thể được đưa ra và chúng tôi phải nghĩ cách kiếm sống khác. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng để duy trì được tình trạng hiện tại, không để dịch lây lan thêm. Chúng ta đều muốn nhìn thấy các cơ sở hoạt động lại. Thế nhưng nếu đó là một bước lùi thì thật là đáng tiếc. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, việc đi đến các phòng tập gym công cộng đều có thể khiến nhiều người không cảm thấy an tâm do lo ngại nhiễm virus. Do đó, xu hướng tập thể dục tại nhà tiếp tục lên ngôi trong năm nay. Công nghệ phòng tập ảo, các phần mềm tập thể dục như GymPro, Pro Fitness, Yoga Studio sẽ tiếp tục được phát triển và nâng cấp thêm để phù hợp với nhu cầu mới. Giãn cách xã hội khiến cho việc đến những phòng tập trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và mọi người giờ đây có xu hướng tự mua cho mình những chiếc máy tập để tự tập thể dục tại nhà thông qua các clip hoặc ứng dụng hướng dẫn trên mạng. Không chỉ tập trung vào tập luyện để tăng cường sức khỏe, dinh dưỡng và quá trình hấp thụ trao đổi chất cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia dự đoán năm 2021, nhiều người sẽ chuyển sang ăn chế độ ăn ít thịt hơn nhưng không loại bỏ hoàn toàn. Có thể người dân sẽ áp dụng theo phương pháp 50-50, thay thế một nửa lượng thịt cho thực vật hoặc một nửa sữa bò cho sữa hạt. Xu hướng ăn kiêng linh hoạt được dự đoán sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm nay. Bên cạnh việc chú trọng vào sức khỏe thể chất, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng được quan tâm hơn trong năm nay. Các phương thức giảm căng thẳng như thiền vẫn đang được áp dụng để chữa lành và xoa dịu những tổn thương về tâm hồn. Phương pháp tập hít thở mỗi ngày không chỉ giảm lo âu hữu hiệu mà còn nâng cao sự hạnh phúc, chất lượng cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại. Môi trường đã chứng kiến sự thay đổi trong thời gian các nước áp đặt lệnh phong tỏa, chất lượng không khí được cải thiện, đa dạng sinh học phát triển mạnh mẽ và cảnh quan tự nhiên được xanh mát trở lại. Chính vì vậy, các chuyên gia dự đoán làn sóng chữa lành hành tinh xanh sẽ trở thành xu hướng rộng rãi trên thế giới trong năm 2021, bởi bảo vệ hành tinh xanh cũng là bảo vệ sức khỏe của nhân loại. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.